Xin chào tất cả anh chị và các bạn đến với công trình nhà anh Đạo tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam của chúng tôi đang thi công cho anh Đạo hệ khung dàn thép mái ngói. Công trình của anh sử dụng hệ khung dàn thép siêu nhẹ không gỉ các bạn nhé. Ngói ở đây chúng ta sử dụng ngói tráng men cao cấp Romacera. Một cái cấu mái Nhật nhà 2 tầng đang là mốt và là xu hướng hiện nay rất nhiều các khách hàng sử dụng. Bởi vì là chúng ta có thể quan sát được cái mái của chúng ta từ tất cả các phía, không cần phải xây thu hồi. Đó. Thì với cái kết cấu mái này thì chúng ta sử dụng hệ vì kèo C7575, khoảng cách là 1m15. Còn lito thì chúng ta sử dụng TS4048, khoảng cách thì theo ngói các bạn nhé. Ở đây chúng ta sử dụng ngói tráng men nên là khoảng cách mè chúng ta chia từ 32 cho đến 35 cm. Kết cấu mái bên trong rất là chắc chắn đúng không ạ? Đấy, cái hệ vì kèo với khoảng cách 1m15 để đảm bảo cho cái thanh lito của chúng ta được phẳng và chịu được lực theo tính toán. Các liên kết được sử dụng vít mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chống cắt rất là bền. Toàn bộ cái hệ vì kèo liên kết xuống cái phần bê tông là bởi bản mã và nở liên kết rất là chắc chắn để đảm bảo cho công trình của chúng ta chịu được các cái điều kiện bão gió. Bản mã và nở quan sát. Vít thì được bắn trực tiếp vào các thanh mè bằng các cái con vít tự khoan, rất là thuận tiện trong quá trình thi công và đảm bảo là chúng ta không sợ gió bão hay là lốc xoáy đúng không ạ?